Chào tiến sĩ, hồi nhỏ mẹ con bảo con vào chùa vẫn chưa được chuộc ra, mọi người nói và con còn là con phải con Phật nên có người yêu và lập gia đình chưa có được, cho nên hỏi điều này có đúng không? Vâng. Thường là người ta cái hiện tượng này cũng nhiều đấy, là khi còn bé khó nuôi thì thường đến chùa bán cho Phật, bán cho Thánh. Xong đến một cái tuổi nào đó là phải đến chuộc. Nếu không chuộc thì lấy vợ lấy chồng rất là khó. Cái hiện tượng này là nhiều. Và hầu như là ai còn bé mang đi đến bán khoán cho chùa, con nhà nhà Phật nhà Thánh, nếu không mà đi đến chuộc thì không lấy vợ lấy chồng được. Thường tôi nghĩ rằng là giải thích làm sao cho nó khế hợp là điều khó. Vì sao? Bản thân tôi thì cũng là khi còn bé, kể cả thì cũng đi là con cầu tự cầu thánh đấy. Khi mẹ tôi khi còn bé thì ông ngoại là ông thầy cũng dẫn đi để đi đến đền coi phủ giày, rồi cái chỗ đền thánh thì cũng làm lễ xin thánh, rồi có người lại còn đi lễ Phật để bán khoán cho Phật. Nhưng còn cái lý giải những người con Phật con thánh lấy vợ lấy chồng khó thì tôi nghĩ trước đây tôi cũng nghĩ điều đó là đúng, nhưng về sau tôi nghĩ còn phân vân. Giải thích thế chưa chưa khế hợp được. Chẳng nhẽ các vị Phật vị thánh lại đứng ra ngăn cản, đã là con của các ngài thì các ngài muốn điều gì tốt đẹp lên chứ, lại các ngài để chẳng nhẽ các ngài lại làm cho mình thế này thế khác à? Tôi nghĩ Phật và Thánh lại làm cho mình không lấy vợ lấy chồng được, cái đấy cũng hơi khó. Vậy thì có một cái gì đấy ảnh hưởng về mặt tâm lý là chủ yếu thôi. Tôi nghĩ rằng cái hiện tượng là những cái đứa trẻ nói chung ấy là khó tính, khó nuôi, hoặc là đẻ ra không những nó khó tính khó nuôi mà ọt ẹo, khó tính khó nết nữa, hoặc là nhà con hiếm, thì thường có cái tình trạng là bán cho cửa thần, cửa thánh, cửa Phật. Sau này muốn đi lấy vợ lấy chồng thì phải chuộc, làm lễ chuộc trở lại. Thì khi còn bé tôi có bị cái trường hợp là thường ấy những đứa trẻ mà bán khoán cho cửa chùa cửa Phật ấy, nó hay nhõng nhẽo đấy, mà người ta gọi là nó không hiền không ngoan mà tinh tướng. Tôi nghĩ cái đấy đúng, cái đấy thì đúng. Chính tôi hồi tưởng lại hồi còn bé nghe tiếng tôi thì những người mà anh của tôi đi mẹ tôi sinh ra thì có hai người gọi là anh rất là đẹp, sinh ra xong là chết. Ngày xưa là hữu di, sinh vô dưỡng nhiều, tức là đẻ ra nhiều mà nuôi ít, cho nên chẳng biết thì ốm đau hay cái kiểu gì đấy mà đẻ ra rồi chết thì nhiều. Tôi có hai người anh đẻ ra nhưng mà chết đến được tôi, bắt đầu đi bán cho cửa chùa cửa Phật nọ kia xong làm lễ. Thế thì tôi nhớ là một hôm tôi cũng đi chơi, đi thả diều, đi suốt cả buổi chiều, chiều nắng trưa trước buổi tối thả diều về thì bảo mẹ tôi bắt đầu đánh cho một trận, đánh cho một trận xong rồi tối đến bắt đầu sốt nên sốt xịt xịt. Thế bắt đầu mọi người bảo và mẹ tôi đánh cho tôi một trận cũng khá đau.
Thế bắt đầu tối thì tôi bị sốt. Thế mọi người bắt đầu kiểu, à, nó chết rồi. Thằng này bị đánh buổi chiều mà tự sốt này, hay là nó là con Phật đấy. Đánh con Phật thì con nó bị ốm đấy. Thế tôi làm, tôi đang thiu thiu thế này, tôi đang sốt, người nghe thấy bảo mình là con Phật mà đánh bị ốm thì tôi bắt đầu lại thế là lúc cái mình bắt đầu thấy được là cái này là cái bài hay đây. Thế là tôi lại rên hờ. Thế bắt đầu là mọi người mới thấy con trời con Phật mà bị đánh như thế này thì ngài ốm rồi. Thế là bắt đầu bao nhiêu những thí dụ như là ngày xưa nó cũng nghèo thôi, nhưng mà mua thức ăn ngon nhất ở kia rồi để dành, để cho như là chăm sóc tôi rất là chu đáo. Lần sau mà tôi có một cái điều gì đó đấy, lần sau có một điều gì đó, lần sau tôi có một điều gì đó mà đang các cụ chỉ bị đánh hay là đàn chửi mắng ấy, thì mình lại thế này, mình lại lên giường, leo lên giường mình chuẩn bị ốm rồi, chuẩn bị ốm rồi. Thế là cả nhà lại cuống ra và không dám đánh, không dám chửi nữa. Do vậy mà cái đây cũng là một cái gần như là tinh tướng. Và cái tinh tướng này thì chẳng khác gì những đứa trẻ con, những ông to và bé cậy bố mình, giống hệt như đứa trẻ vậy thôi. Nó có thể hư hơn đứa khác, nó vinh váo hơn, nó tỏ ra là anh hai hơn những đứa trẻ khác. Nếu như nó lại con nhà giàu này, lại con nhà ông to này, để con nhà cái chức quyền này, thế nọ kia, là đứa trẻ đấy bao giờ cũng tinh tướng đấy, và có vẻ ghê gớm hơn đấy, và không khiêm tốn. Thì trong thực tế cũng vậy, những cái đứa mà bán cho cửa đền, cửa thánh, cửa chùa, trong sinh hoạt nếu như không biết, không nói thì nó không sao đâu, nhưng nói ra nó là con trời con Phật, và tự nhiên cũng hơi tinh tướng. Tự nhiên mình sinh ra trong cái tâm trí của mình là có vẻ kênh kiệu hơn. Đó, đấy là một sự thật. Ít trường hợp, có ít thôi. Đây là tôi nói không phải tất cả trường hợp đều là hư hỏng mà tiêu cực, mà có trường hợp tích cực. Có trường hợp con của những vị mà nhà khá giả, rồi con là những người tử tế, con của những người mà chức quyền, thì họ này khác. Họ này nghĩ họ tự hào truyền thống gia đình nhà mình, mà họ không muốn làm xấu mặt những hình ảnh của gia đình, cha mẹ, tổ tiên, thì họ này rất gương mẫu. Cái đấy cũng có, tuy không nhiều, nhưng cũng có trường hợp tích cực. Hay cũng có trường hợp những đứa trẻ, nó nghĩ rằng mình là con trời, con Phật, thì mình phải xứng đáng. Phật phải thế nào phải từ bi, Phật thế nào phải thương người, phải gương mẫu. Nếu như cũng có những đứa trẻ nó thức tỉnh được, mình là con Phật cơ mà, nó tự hào việc đó và nó đi theo cái hướng tích cực. Cho nên trong cái việc bạn hỏi là những trường hợp bán khoán cho cửa đình cửa chùa là con Phật con thánh thì thế nào, sẽ có hai mặt. Một mặt tiêu cực, giống như con ông to và lớn cũng có tiêu cực. Nhưng một mặt tích cực, tức là nó thấu hiểu được vai trò của mình, cho nên nó cũng có tích cực. Vậy thì có nên mang lễ ra chùa, gia đình để chuộc lại không? Thì tôi nghĩ rằng thế này, không nên chuộc. Mình đã là con trời, con thánh, con Phật thì vẫn là con chứ sao. Mình có điều là mình chỉ thức tỉnh lại, mình gương mẫu hơn, mình phải tự hào mình là con của những cái bậc thánh, con của các bậc vĩ nhân, con của trời, con của Phật, thì mình phải phấn đấu xứng đáng với các bậc tâm linh. Cái đấy không hay hơn là vì phải chuộc ra. Trước đây mình nghĩ rằng có Phật, có thánh,
che chở, giám sát mình. Bây giờ mình nghĩ chẳng có ai giám sát mình hư đốn hơn thì cũng không nên. Và tôi cũng nghĩ rằng các vị thánh, vị Phật không cớ gì mà lại ngăn cản tình duyên của mình. Có khi là các chư vị tâm linh còn trợ duyên cho mình tốt hơn thì sao? Cho nên là thay vì cái quan niệm cứ đến tuổi là phải đi chuộc về, thì theo tôi nghĩ cái này phải đổi đến phương thức. Lớn lên đến tuổi phải đến trình báo, là xin, ví dụ như con Phật, con Thánh đến dẫn người yêu, dẫn cái người mà mình định kết hôn ấy, đến trước cái ban thờ Phật phát nguyện. Nhiều trường hợp người ta còn là đám cưới ở chùa cơ mà. Tức là nhờ những cái bậc tăng, chánh tăng đứng ra là chứng giám để giữ những cái buổi lễ cho hai bên, và hứa trước cái cửa Phật, cửa Thánh làm những điều thiện, điều lành, không làm những điều ác, không làm những điều xấu trong hôn nhân đó. Thì là người gọi cái lễ hàng thuận. Đấy, lễ hàng thuận tại chùa. Thế cái việc gì mình phải chuộc ra làm gì? Cho nên là ở đây trước đây người ta cũng có cái quan niệm là đã là con Phật, con Thánh ở nơi cửa chùa thì bây giờ mình vẫn giữ như vậy, không việc gì phải chuộc ra, mà mình phải gương mẫu hơn, mình phải xứng đáng với cửa chùa, cửa Phật, cửa Thánh. Thậm chí mình đến lễ và mình xin đám cưới tại chùa, lễ hàng thuận tại chùa, không sát sinh. Hiện nay có rất nhiều những đôi mà đám cưới là giết rất nhiều súc vật, rồi là cá, rồi là gà, rồi là tất cả những thứ linh đình lắm. Nhưng cũng có đám người ta lại làm lễ hàng thuận tại chùa, ăn chay, lương thiện và không tốn nhiều tiền. Còn cái tiền mà người ta đến cùng hỗ trợ mừng đám cưới, người ta lại dùng cái tiền đó đi làm thiện, thì cho cái mối nhân duyên nó càng tốt đẹp hơn. Thì tôi nghĩ cái phương án này hay hơn là việc phải đến lễ để chuộc lại rồi ra đi tổ chức những đám cưới để tốn kém sát sinh. Thì tôi nghĩ phương án là hàng thuận tại chùa và không được gì phải chuộc, mà càng phải chứng tỏ mình là con trời con Phật. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy, phương án đấy tốt hơn và làm lợi hơn cho các đôi bạn trẻ. Thì nếu có trường hợp đấy, như tôi chẳng hạn, tôi chỉ biết là khi mình ngày xưa mẹ mình đã đến khấn lễ hứa hẹn với các cửa Thánh, cửa Phật, bây giờ mình phải tiếp tục, mình đến theo di huấn của mẹ mình đến những cái nơi đó để kính lễ và hứa công đức tiếp tục làm cho những cái nơi thờ cúng đó được trang nghiêm thanh tịnh hơn, và mình theo các bậc tiền nhân mình làm những điều thiện điều lành, gọi là hồi hướng công đức thiện nguyện, thì cái đấy là cái hướng tích cực cho xã hội và cũng cho những cái căn cơ cho mỗi con người chúng ta, thì làm cái hướng đó thì tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã có những câu mà chúng ta chia sẻ.